Mỗi hành động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Là góp phần thắp sáng cho hàng triệu gia đình. Vì một tương lai xanh, cùng Sunspec chung tay cho cuộc sống tươi đẹp. Mến, hiện tại thì Ngọc Hân đang có mặt ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hân sẽ cùng giới thiệu tới quý vị và các bạn một căn biệt thự phố của một nữ kiến trúc sư với những góc nhìn thoáng đãng và hiện đại. Wow, em chào chị Trúc. Chào Ngọc Hân. Dạ. Wow, nhà của mình rất là bề thế và đồ sộ. Nãy tiếp nhà có dễ không em? Dạ cũng dễ chị ạ. Dạ. Mời em. Dạ. Khu vực này là mình cắt một ít diện tích ra để làm sân vườn và hồ cá. Tại vì thứ nhất là chủ nhà cũng thích cá koi. Thứ hai nữa là mình chừa cái diện tích làm sân vườn và hồ cá. Thì cái hồ cá này nè, nó vừa làm điểm nhấn đẹp cho ngôi nhà, rồi những cái âm thanh của tiếng nước chảy róc rách như Hân nghe là thứ nhất là vừa mang lại oxy cho cá, mà thứ hai á, là không gian nó không có quá tĩnh lặng, nó làm cho không gian sống động hơn. Dạ, đúng, em tưởng tượng là một căn nhà ở trong những khu cũ, thế nhưng mà lại có hồ nước này, có vườn cây, cảm giác như là chúng ta đang ở rất là gần gũi với thiên nhiên và có một chút gì đấy giống như tiếng suối và có cây ở trong rừng vậy. Và ngoài ra là Hân còn thấy là mình có bố trí những cái hàng rào kiến, hàng rào nó tương đối nó mở thoáng. Tại vì là thật ra đây là cái khu nhà phố, cho nên diện tích đất là mình quý từng tấc một, mình tính từng chút một ra chừa một cái khoảng diện tích đủ để màu xanh mang lại cái vẻ đẹp cho cái nhà. Nhưng mà thật ra nó cũng không phải là quá rộng, cho nên mình phải kết hợp với những cái xử lý về kiến, về hàng rào thì nó là nó thông từ bên trong với bên ngoài, thì tạo cái không gian nó thoáng đãng hơn. Em để ý thì thấy rằng là cái mặt tiền của ngôi nhà của mình cũng rất là đặc biệt với những kiến trúc là lồi lõm và ra vào khác nhau. Không biết là chị đã lên ý tưởng như thế nào cho cái công trình này? Thì thật ra chị cũng rất may mắn trong cái việc thiết kế của mình, đó là khách hàng có được 3 lô đất để mà ghép lại, cho nên mình có một cái diện tích mà mặt tiền khá rộng để mà mình thoải mái thiết kế theo ý giống như là về mỹ thuật thôi. Thì cho nên chị đã mạnh dạn bỏ hẳn một cái gần như là gần một lô đất để mà làm cái mặt tiền này nó có cái khoảng lùi vô để làm sân vườn và hồ cá. Thì như vậy tạo cho cái mặt tiền của mình nó có độ lồi độ thụt, nhìn nó không có bị đơn điệu. Ngoài ra là đặc điểm là do nó ở trong khu nhà phố cũ, cho nên hai bên á, là đều là tường bao bọc của những cái nhà phố bên cạnh. Cho nên cái chuyện mà mình mạnh dạn bỏ đi những cái diện tích như vậy nè, thì nó tạo cho cái độ thoáng của ngôi nhà. Dạ đúng rồi, khi mà mình hy sinh một cái khoảng diện tích nhất định thì giúp cái căn nhà của mình lọt thỏm ở trong cái phần đất nhưng mà được rất là thoáng luôn chị, đúng không? Thì chị phải cân đối rất là kỹ giữa cái diện tích bên trong và diện tích bên ngoài. Làm sao cái diện tích sử dụng vẫn là cái ưu tiên nhất, bên trong nhà vẫn phải đầy đủ công năng sinh hoạt, nhưng mà bên ngoài nhà vẫn vừa đủ để tạo cho cái nhà có một nét đẹp và nét riêng, duyên riêng. Dạ, em có thể vào tham quan trong nhà mời.
mến, ở trong căn phòng khách này thì em thấy rằng là chị đã dùng những cái vách ngăn rất là ước lệ, để có phải là để giúp cho cái không gian của mình nó được liên hoàn hơn đúng không ạ? Cái nhà này của mình á là không phải là quá lớn, cũng không phải nhỏ, nhưng mà là để tạo được một cái không gian mà bước vô tạo cho mình cái cảm giác là nó rất là rộng rãi, thoáng đãng như vậy, thì mình phải tạo những cái không gian mở, không gian chung, nó ghép lại với nhau, ví dụ như phòng khách, phòng ăn và bếp toàn bộ là thông với nhau hết, nhưng mà nó vẫn có những cái lam đứng, những cái vách ước lệ để mà phân định chức năng rõ ràng. Và đặc biệt trong căn nhà này là để mà tạo cái ánh sáng tự nhiên trang hòa như vậy nè, thì chị đã mạnh tay bỏ những cái diện tích để làm giếng trời rất là rộng. Và đấy cũng chính là cái cách mà để mình giúp đổi không khí trong ngôi nhà đúng không ạ? Đúng rồi. Cho nên bước vô nhà ngoài ánh sáng là coi như hoàn toàn về ban ngày là mình sử dụng ánh sáng tự nhiên hết. Không khí cũng mát mẻ, thoải mái, là bởi vì thứ nhất á, là cái giếng trời ở giữa, giếng trời đằng trước, giếng trời đằng sau. Cho nên phòng nào mình cũng có cửa sổ từ hai phía, cho nên nó tạo được một cái đối luôn, nó hút cái không khí từ đằng trước nó ra vô giữa, nó bay lên. Cái phòng đằng sau cũng vậy, nó hút từ ở giữa ra đằng sau hoặc từ đằng sau chạy vô giữa lại. Tức là lúc nào không khí trong nhà cũng được tươi mới và thoáng mát. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tạo cái lực hút. Thông thường nhà phố mình không có được như vậy. Nhà phố dù như tối đa là mình chỉ được một mặt cửa sổ thôi. Riêng căn nhà này á, là phòng nào cũng được hai cái cửa sổ đối xứng, đối diện với nhau để nó hút lên. Dạ. Chính vì điều đấy nên là giúp cho mỗi căn phòng, mỗi không gian trong ngôi nhà đều được luôn tươi mới và thoáng mát. Đúng là một cái khoảng diện tích giếng trời rất là lớn. Mà em đang thắc mắc không biết là chị có phải thuyết phục khó khăn lắm không, khi mà thi công và thiết kế hy sinh một cái khoảng diện tích lớn như này cho giếng trời, mà không phải chỉ là một, thậm chí còn là hai và ba chiếc giếng trời. Chị rất là may mắn là gặp được chủ nhà là cùng một cái suy nghĩ với lại kiến trúc sư. Cho nên là khi mà mình tính toán phân bố cái layout của cái mặt bằng á, thì là mình chủ yếu mình tập trung vô là đầy đủ công năng sử dụng của chủ nhà, sau đó thì phần dư ra là mình sẽ tiết kiệm từng cái diện tích để dành cho giếng trời. Tại vì giếng trời nó có một cái công năng rất là cụ thể, đó là làm không khí đối lưu từ trước ra sau, thành ra cái nhà là mình được thông thoáng tự nhiên và ánh sáng tự nhiên. Dạ, cũng là hy sinh nhưng mà mình sẽ được rất là nhiều đúng không? Đúng rồi. Ngoài cái chuyện mà thông thoáng của những cái phòng trước với phòng sau á, thì cái giếng trời này là chị bố trí nó ở giữa nhà và nó ăn thông với cầu thang. Và ngoài ra cái sảnh chung ở đây đi thẳng lên là toàn bộ mỗi tầng đều có cái giống như là cái sảnh sinh hoạt chung. Thì khi đó cái sảnh sinh hoạt chung này nó rất là thông thoáng giữa cái giếng trời. Và khi mà người ta đứng ở cái sảnh sinh hoạt chung, người ta có thể nhìn xuống đây, nhìn bao quát không quanh không gian chung của cả nhà, tạo cái sự gần gũi trong nhà. Em thấy rằng là ở trên cái phần giếng trời thì chị có thiết kế những cái thanh lam bằng sắt. Và em nghĩ rằng là nếu như vào mỗi buổi sáng, chiều hay là xế chiều thì nó đều có những cái vệt nắng được tạo ra ở trên cái bức tường, thì cũng sẽ là những điểm rất là thú vị khi mình đứng từ trong phòng và nhìn ra đúng không chị? Đó là một cái điểm mà chị rất là thích trong cái nhà này, bởi vì nó rất là sinh động, nó tùy theo cái hướng nắng và mỗi lần tới mỗi lần thấy nó khác nhau. Đó là những cái lam ngang cộng với lại cái màu xám của cái giếng trời, khi mà ánh nắng rọi vô là nó tạo thành những cái vệt rất là lung linh, nhìn rất là vui mắt.
nghiệm của mình thì chị có thể chia sẻ giải pháp cho những khán giả của chương trình Không Gian Xanh nếu như họ cũng muốn thiết kế một công trình được ghép lại từ nhiều lô nhà phố không ạ? Nếu mà mình có những cái lô nhà phố ghép lại nhiều hơn là một lô, hai lô hay ba lô á, thì cái mà đầu tiên cơ bản chủ nhà cần phải quan tâm á, đó là đừng có cảm giác là mình tiếc cái diện tích cũ của mình, và đừng nghĩ rằng là mình bị mất hai căn nhà hay là ba căn nhà, mà hãy coi như là vũ sạch đi những cái suy nghĩ cũ để mà nhìn nhận cái lô đất mới của mình là một lô đất rộng như thế nào, và mình sẽ xây dựng một cái biệt thự như thế nào trên những cái căn nhà phố cũ. Tức là nhiều khi là mình tiếc từng cái mét vuông đất mình mua giá rất là cao, thì mình khi mà kiến trúc sư đề nghị là bỏ cái chỗ này làm hồ cá hay bỏ chỗ kia làm sân vườn, mình cảm thấy rất là tiếc. Nhưng mà thật ra là phải thay đổi suy nghĩ, là bởi vì bây giờ mình đã có một cái lô đất khác có thể làm một cái biệt thự hay tạo một cái căn nhà ấn tượng, chứ không phải là một cái nhà phố nữa rồi. Xin cảm ơn chị Trúc về những chia sẻ và những giải pháp vừa rồi. Thay mặt cho chương trình thì Ngọc Hân cũng có một kỷ niệm riêng dành tặng cho chị. Cảm ơn em. Quý vị và các bạn thân mến, căn biệt thự phố với những góc nhìn thoáng đãng và hiện đại của kiến trúc sư Trần Bùi Thiên Trúc đã khép lại chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Ngọc Hân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau. Động nhỏ đều mang ý nghĩa. Tắt khi không sử dụng. Thì là góp phần cải thiện môi trường sống. Vì một tương lai xanh. Cùng SunSpec, chung tay cho cuộc sống tươi đẹp.